đại giang hồ, nữ quái đất cảng Dung Hà. Những phụ nữ giang hồ đặc biệt nguy hiểm và hung hãn, không thể không nhắc đến mấy chị em gia tộc ông Hà Xe Lam ở Hải Phòng. Chị em Oanh Hà, Dung Hà. Tôi gặp Dung Hà lần đầu ở quán ăn đêm Tân Hải Vân, Nguyễn Trãi, thành phố Hồ Chí Minh, khi cùng đi với một nhạc sĩ và Hiếu công tử. Cô gái có vẻ đẹp u ẩn, đi cạnh người đàn bà trông giống đàn ông là Dung Hà, làm cả nhà hàng chú mục nhìn. Tôi thì tập trung vào tô xí quách của má ngọc dành riêng nên không để ý. Một tên xăm trổ đầy người ném lon bia uống dở sang bàn tôi và thằng Hiếu công tử chụp được đưa cho tôi. Nhìn quanh thấy dân hình sự ngồi đầy, tôi nốc phần bia còn lại. Cảm ơn cái Dung nhé. Bị chạm nọc, Dung Hà nổi giận đứng lên cùng lũ đàn em định làm càn. Thì thằng boy nói nhỏ gì đó làm Dung Hà nuốt giận ngồi xuống. Lát sau khi tính tiền, ngạc nhiên chưa, nhân viên phục vụ nói, chị Dung trả rồi. Nước mắt nữ giang hồ. Oanh Hà thì có thời gian ở chung tại trại giam G. Lần đầu tiên tôi thấy người đàn bà thép này khóc thét. Hôm đó trong viên sơ thẩm tòa tuyên án, Vũ Hoàng Anh, Oanh Hà chung thân. Tôi nói Minh Khùng, Đài qua an ủi mấy câu, rằng còn phiên phúc thẩm nữa, khóc làm gì cho thiên hạ cười. Mình xuất bị tuyên tử hình mà vẫn tỉnh bơ ca hát. Nhưng người đàn bà này thật đáng sợ, dù án tuyên sau đó thật cao, nhưng cô nàng chỉ ở thời gian ngắn, rồi tiếp tục quay lại giang hồ, tung cánh và gây án. Những năm 90 của thế kỷ trước và kể cả nay cũng vậy. Những người lân cận tại nơi mà chị cả lưu trú đều nhắc chị em cô này như những người tốt bụng. Theo lời kể, chị em cô Oanh, cô Dung đối xử tốt với bà con hàng xóm. Tăng ma đau bệnh, mấy chị em cô đều đến thăm hỏi giúp đỡ. Lễ Tết hay những khi chị em này đi chùa, hàng xóm đều được chia lộc bằng trái cây và chút ít tiền. Đêm khuya, sáng sớm gia đình cô Oanh, cô Dung đều sinh hoạt nhẹ nhàng, cả giấc ngủ của hàng xóm cũng không bị kinh động. Gì cũng dám làm. Nhưng tất cả đều là vỏ bọc cho những hoạt động đầy tính độc ác và bạo lực. Không việc gì mà chị em này không dám làm, từ đòi nợ thuê, thanh toán theo đơn đặt hàng, bôi số các ông trùm, kể cả cướp ngục tử tù, chị em nhà cô đều đã kinh qua. Chủ động từ bỏ mối tình nồng thắm với tay anh chị, Hùng Chim Chích, Dung Hà nhảy vào vòng tay của Hùng Cốm, cầm đầu băng cướp vũ trang. Khi Hùng Cốm bị bắt, băng nhóm Dung Hà không hề suy xuyển, vì Dung Hà xưa nay không sử dụng em út của Hùng Cốm. Khi Hùng Cốm bị tuyên tử hình đưa vào biệt giam, một vụ cướp ngục không thể tin được đã xảy ra ngay sau đó không lâu. Hùng Cốm và bạn tù chung thân cùng phòng là An Đông đã dùng lựu đạn khống chế quản giáo chạy ra cổng trại. An Đông thoát được ra ngoài nhưng không được đồng bọn tiếp cứu nên đã bị bắn chết. Hùng Cốm ra đến cổng rồi thoát không được nên quay lại buồng giam và bị khống chế để tiếp tục thi hành án. Tin đồn rằng Dung Hà đã chuẩn bị xe máy đón Hùng Cốm tại cổng, nhưng do Hùng không thoát được nên nhóm này bỏ mặc An Đông chịu chết. Bị công an Hải Phòng đánh sập. Năm 1995, công an Hải Phòng lên chuyên án xóa gia đình xóp đĩa ở phố Trạng Trình. Công tác thu thập chứng cứ qua tiếp xúc không có kết quả. Trinh sát cho thấy, có vài ngàn lượt người đã đến đánh bạc ở phố Trạng Trình, tổng hành dinh của chị em Dung Hà. Nhưng trong hàng trăm lượt người mà trinh sát tiếp xúc không ai thừa nhận. Ban chuyên án kiên trì đan lưới cùng các biện pháp nghiệp vụ khác cuối cùng đã định vị được hoạt động căn bản của nhóm gia đình xóc đĩa và quyết định bắt quả tang để khởi tố hình sự bất chấp sự đe dọa của ai đó nhằm vào các thành viên ban chuyên án cùng gia đình. Một ngày năm 1995, tổng hành dinh phố Trạng Trình và toàn bộ các sòng xóc đĩa của gia đình Dung Hà đồng loạt bị các đơn vị đặc nhiệm đánh sập. Tuy nhiên, việc điều tra gặp không ít trở ngại do nhân chứng từ chối khai báo vì sợ chị em nhà này trả thù. Dù vậy, Vũ Hoàng Dung, người đứng mũi chịu sào cho gia đình, cũng nhận 7 năm tù, mức án cao lúc đó về khung hình phạt tổ chức đánh bạc. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, trùm xã hội đen, mafia, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.